Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư Chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Blazing Shabu Shabu, lẩu băng chuyền on you can eat 714-591-5311 591-5311. Natural Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng đến Thời sự Thế giới. Và một lần nữa, hệ thống Internet của cả building đang bị ảnh hưởng. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi và vì thế ngày hôm nay chương trình được thâu lại và chiếu lại cho quý khán thính giả, xin được cáo lỗi và không có hình ảnh đính kèm để minh họa cho những phần tin tức của chúng tôi. Cho nên quý vị chịu khó nhìn mặt Thảo Yên và chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ sắp tới. Hôm nay Thảo Yến có xem được dự báo thời tiết trong ngày không? Vâng thưa quý vị và thưa anh, cũng may là còn cái phone. Hôm nay đó thì thấy là vẫn tiếp tục rất là nóng. Buổi trưa lên cao nhất là cũng phải 85-86 độ lận thưa quý vị. Chiều tối từ khoảng đâu bắt đầu 11-12 giờ khuya đó thì mới xuống khoảng đâu 68-69 độ. Và cái nhiệt độ như thế này vẫn giữ luôn qua cho đến ngày mai thứ 6, thứ 7, chủ nhật với thứ 2, thứ 3 lại còn nóng hơn nữa thưa quý vị. Thứ 3 này là lên đến 90-90 mấy độ lận. Nói chung là càng lúc càng nóng chứ không có thấy mà nó mát đi tí nào. Khoảng từ giữa tháng 7 trở đi có thể kéo dài cho đến cuối tháng 8 luôn á, thì nhiệt độ ban đêm phải chờ tới 11-12 giờ mới mát được chút đỉnh. Mặc dù nó mát đi một khi mặt trời lạnh, quý vị, mặt trời lặn xuống đó, quý vị thấy là nhiệt độ nó đỡ hơn. Một phần cũng đỡ là chúng ta có gió thì nó làm giảm bớt cái hầm trong không khí. Nhưng mà phải chờ tới tối khuya quý vị mới có thể tắt máy lạnh được. Và qua những cái tin tức này, để một lần nữa chúng tôi đề nghị quý vị, nếu được đó, trong nhà gắn một cái máy hút trên nóc nhà đó. Ở trên trần nhà đó quý vị tìm một cái hệ thống gắn một cái quạt hút. Thì khi hút như vậy đó, khi mà nhiệt độ nó giảm được xuống rồi đó, nó lấy được cái không khí mát ở trong nhà, ở bên ngoài, nó luồn vào trong nhà, rồi nó thổi lên trên cái attic, tức là cái gác lửng ở trên đó. Nhờ thế đó, quý vị sẽ thấy rằng là nó mát hẳn cái nhà đi. Không có cái hệ thống hút này đó, quý vị sẽ thấy cái nhiệt độ ở trong nhà nó giữ ở bên trong mà thôi. Mặc dù quý vị mở cửa sổ rồi, nhưng mà cái nhiệt độ vẫn giữ ở bên trong, nhất là những cái khu vực xa biển đó, sẽ thấy rằng nó hầm hơn rất nhiều. Bởi vì buổi tối quý vị, chuyện gì xảy ra không? Ban ngày đó, trên cái gác lửng của mình đó, và cái ngói đó, nó giữ cái nhiệt, ban đêm nó thà, nó phà xuống. Và vì vậy nếu quý vị gắn những cái quạt mà hút không khí gió từ bên ngoài hút vào đó, nó sẽ làm giảm trong vòng, quý vị mở lên trong vòng 5-10 phút thôi, thấy là nhiệt độ bên trong nhà quý vị giảm xuống bằng với nhiệt độ bên ngoài. Mà nếu mà cho cái máy đó hút và thổi qua đêm nữa, nó mát lạnh nguyên cái nhà luôn. Và mát lạnh như cái nhà như vậy đó, sẽ giúp sáng ngày hôm sau khi nắng lên trở lại đó, cái nhà của quý vị từ từ nó ấm lên, chứ nó không có ấm nóng lên liền nếu mà không có cái máy hút đó. Cho nên nếu quý vị gắn được cái quạt đó, vô cùng tiện lợi. Nó hơi đắt một chút xíu, nhưng mà mấy anh nào mà handyman, mấy ông nào mà có thể gắn được, nó dễ vô cùng. Mua cái máy đó về nhà gắn là xong. Quý vị có một cái remote control dưới, bấm lên một cái là chúng tôi, nhà chúng tôi gắn được cái hệ thống đó, cho nên mới thấy vô cùng sung sướng. Buổi tối ngủ đó mà gió giống như là gió biển nó thổi vào, là nhờ cái quạt này, anh ngay cửa sổ gió mát nó cứ thổi vào, tuyệt vời luôn.
Trong khi đó, tình hình tài chính ngày hôm nay như thế nào? Dow Jones thì lên nhưng mà bên phía Nasdaq thì đi xuống. Dow Jones lên được 271 điểm, ngày hôm nay là 35.333 rồi. Khu vực Nasdaq công nghệ cao cũng như S&P 500 thì lại đi xuống, thưa quý vị. Nasdaq xuống hơn 100 điểm, S&P 500 thì xuống chỉ có 11 điểm thôi. Netflix mặc dầu có số người tiếp tục gia nhập Netflix để xem phim, nhưng mà cái con số người gia nhập nó không nhiều như dự đoán, và vì thế Netflix cũng giảm. Tesla cũng bị giảm, lý do là cái lợi nhuận của xe hơi tạo ra bây giờ đó, nó càng ngày nó càng ít đi vì cạnh tranh. Tesla không thể tăng giá được. Lạm phát nghĩa là công nhân phải trả tiền cao, lương bổng phải trả cao, nhưng mà không tăng giá xe bởi vì nhiều hãng xe điện khác bắt đầu tìm cách giữ cho giá thấp, cạnh tranh chung với nhau. Đây là hai cái khu vực đang gặp ảnh hưởng lớn. Thứ hai nữa đó là những cái tin tức liên quan tới địa ốc. Hồi nãy trong cà phê sáng chúng tôi có đề cập rồi, nhưng mà lại có thêm tin mới đó. Cái số địa ốc, số nhà bán ra trong thời gian qua rất thấp. Tình hình địa ốc khó khăn. Lý do, ngân hàng không cho mượn nợ được. Bình thường đó, nếu như phân lời thấp, người ta mua nhà nhiều. Mua nhà nhiều thì nợ được nhiều. Bây giờ thì nhà thì nó nhiều trên thị trường, nhưng mà đi mua thì không có. Rồi cái số người tái tài trợ cũng giảm nữa. Cho nên tất cả những cái tin tức này đã gây ảnh hưởng đến thị trường địa ốc. Chưa bao giờ thị trường địa ốc Mỹ rơi vào cái tình trạng mà nó mâu thuẫn, oái oăm đến như thế. Tất cả là do đại dịch hết thôi. Bởi vì đại dịch nó gây ảnh hưởng đến lạm phát. Lạm phát quá cao, rồi cái số nhà người ta khư khư giữ mua lúc mà phân lời. Tất cả những cái chi tiết này đã gây ảnh hưởng. Và tình hình ngày hôm nay họ trông chờ số công ty bán lẻ vẫn có lời. Nhưng mà những cái công ty mà lớn, chẳng hạn như Netflix, v.v., Google, Facebook nữa. Facebook cũng bị ảnh hưởng. Quý vị nhớ là Facebook mới đây tung ra một cái app, một công nghệ mới mang tên là Thread. Thread có nghĩa là chúng ta liên lạc với nhau tương tự như Twitter vậy. Thì bây giờ Thread ngày hôm nay đã không... Sau một vài tuần lễ công bố, ngày hôm nay có cả triệu user đó họ rời bỏ. Twitter vẫn vững mạnh như thường, cho nên cái sự cạnh tranh này chưa biết trong tương lai như thế nào. Mark Zuckerberg rất là trông chờ, hy vọng có thể đánh được Twitter, nhưng mà tin tức mới thì có bộ hơi khó đó, Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì Sở Cảnh sát Hoover ở tại tiểu bang Alabama lại mở thêm một cái cuộc họp báo tiếp tục cập nhật tin tức về cái cô Carly Russell, 28 tuổi, người phụ nữ mà bây giờ vẫn nói là mình bị bắt cóc đó, thưa quý vị. Thì bây giờ ông Police Chief của cái Sở Cảnh sát Hoover, ông tên là Nick Dorsey, trong cái cuộc họp báo ông nói như thế này. Cô này đó, từ khi mà được tìm thấy cho đến bây giờ thì cổ đã có một lần đưa lời khai với các detectives rồi. Thì bây giờ đây là cái lời khai của cổ, thưa quý vị. Đó là khi mà cổ dừng xe ở trên freeway và cổ để mà kiểm tra đứa nhỏ đó, thì cổ bị một người đàn ông nhảy ra từ một cái cây và đẩy cổ vào một cái xe. Sau đó cái xe mà giống như là xe mười mấy bánh ấy, xe truck tải lớn đó. Tại vì cổ nói là đẩy vào into a car, rồi sau đó bịt mắt cổ, rồi lại đẩy tiếp vào một cái xe 18 bánh nữa. Nhưng mà đúng cái văn tự mà cái ông này nói là không biết cái xe đầu tiên là cái xe sedan nhỏ hay là xe như thế nào, rồi sau đó mới bịt mắt cổ đẩy vào một cái xe 18 bánh. Và sau đó cổ nói là sau khi mà vào cái xe 18 bánh thì bị chở đến một căn nhà, rồi cổ nói ở một cái căn nhà đó thì cổ được một người phụ nữ cho ăn đồ cheese cracker, chắc mấy cái miếng bánh mà có gắn cheese lên đó, thưa quý vị. Rồi sau đó thì cổ nói là
ở đó 40 mấy tiếng, thì họ lại đẩy cổ vào một cái xe. Trong lúc đang di chuyển thì cổ nói là cổ thoát được. Đó, đó là cái lời khai của cổ. Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy là cái hình ảnh trên cái freeway mà bữa giờ báo chí cũng như cảnh sát họ đưa ra là ngay cái bức tường freeway đó làm gì có cái cây nào. Cho nên là những cái chi tiết đó nó rất là mâu thuẫn với lời nói của cô này. Và còn một số những cái nghi vấn nữa mà sở cảnh sát họ tìm được, thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng chuyền on you can eat 7145915311 591-5311. Nature Medic Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. Vâng, thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến những cái phần tin tức cập nhật mới nhất vào chiều ngày hôm qua, khi sở cảnh sát ở thành phố Hoover của tiểu bang Alabama họ đưa ra thêm về cái vụ cô Carly Russell. Thì như lúc nãy chúng tôi thưa đó thưa quý vị, là cổ khai coi như từ lần kể từ khi được tìm thấy vào thứ Bảy tuần trước cho đến bây giờ là cổ chỉ mới thực hiện đúng một cái cuộc giống như là interview với lại các nhà điều tra mà thôi, và không nhận thêm bất kỳ cái lần interview nào khác nữa. Thì cổ nói là cổ bị một tên đàn ông nhảy ra từ một cái cây ở trên cái freeway đó ngay khi mà cổ ngừng xe để kiểm tra cái đứa nhỏ. Sau đó cái tên đàn ông đó đẩy cổ vào một cái xe, rồi từ cái xe đầu tiên đó bịt mắt cổ lại đẩy vào một cái xe truck 18 bánh và chở đến một cái căn nhà. Sau khi mà nhốt 40 mấy tiếng đó thì lại đẩy trong căn nhà đó có một người phụ nữ, và sau đó hai người này đang tính chở cổ đi đâu đó thì cổ nói là từ lúc đó cổ mới chạy thoát ra, chạy vào rừng và từ đó tìm đường đi về nhà. Tuy nhiên bây giờ sở cảnh sát họ nói là khi mà họ tịch thu cái phone của cô này đó thì họ phát hiện thứ nhất là một vài ngày trước khi mà cái vụ mà bắt cóc này xảy ra đó, cổ liên tục giống như là search ở trên cell phone của cổ về cái hệ thống Amber Alerts. Quý vị cũng nhớ là mỗi khi mà có con nít ở trong khu vực mà bị mất tích đó, là trên phone của chúng ta họ khi mà các nhà chức trách họ issue cái Amber Alert đó ra là giống như có mô tả nhận dạng của đứa nhỏ, rồi giống như là kêu gọi mọi người là để ý nếu như thấy đứa nhỏ đó thì báo cho cảnh sát. Cái Amber Alert là như vậy. Và đặc biệt là cổ giống như là cổ tập trung tìm kiếm là cái độ tuổi bao nhiêu thì được giống như là nằm ở trong cái Amber Alert, và nếu 25 tuổi là có phải quá già để được vào cái Amber Alert hay không. Cô này cổ 25 tuổi. Và bên cạnh đó, một cái buổi sáng, nghĩa là cổ mất tích, cổ bị bắt là vào tối ngày thứ Năm, thì sáng ngày thứ Năm đó cổ lại tiếp tục tìm kiếm ở trên cell phone về cái bộ phim Taken. Quý vị không biết có coi cái phim đó không? Ông Liam Neeson, ông đóng đó thôi quý vị. Mà đã qua 4-5 phần rồi. Nghĩa là cái người cha mà có đứa con gái bị bắt cóc khi mà đi du lịch qua châu Âu, rồi giống như ông phải làm những gì. Rồi phim giống như cái bọn đó là bọn buôn người đó thưa quý vị. Thì cổ đi tìm kiếm những cái chi tiết trong cái phim đó. Thì bây giờ đó, các sở cảnh sát họ vẫn giống như họ vẫn không nói, nhưng mà họ nói là bây giờ chúng tôi đang chờ cổ kể sự thật. Bởi vì rất là kỳ quái khi mà một người tối bị bắt cóc mà mới buổi sáng trùng hợp làm sao lại đi tìm hiểu rất là kỹ càng về cái Amber Alerts và cũng như cái bộ phim bị bắt cóc như thế. Chi tiết lắm. Hôm qua chúng tôi theo dõi toàn bộ cuộc họp báo của sở cảnh sát Hoover, tiểu bang Alabama. Người cảnh sát trưởng cho biết đó, cái cuộc tìm kiếm này đó, sở cảnh sát phải nhờ tới FBI, Secret Service, sở mật vụ của Hoa Kỳ.
Bởi vì có những tình tiết mà họ nói rằng sở mật vụ của Hoa Kỳ mới có được, tức là có thể là phải nhờ tới hệ thống satellite, hệ thống giám sát từ trên cao. Cảnh sát cũng đưa máy bay không người lái. Nhưng mà cuối cùng, ông cảnh sát trưởng ông nói, tất cả những gì mà chúng tôi tìm kiếm đó không đúng sự thật. Tuy nhiên họ vẫn nói rằng cái điều họ rất lịch sự, thưa quý vị, họ nói rằng chúng tôi một điều mà lạc quan trong cái vụ này là cô trở về an toàn. Nhưng mà đằng sau đó đó là cảnh sát nói rằng chúng tôi vẫn chờ để làm rõ sự việc này. Trong quá khứ đã có người nói láo về tình trạng mất tích. Không những mất tích rồi bị đánh đập, tấn công, tất cả nó dàn dựng đó, thì những người này sẽ phải vào tù. Cảnh sát không nói điều đó, nhưng mà chắc chắn họ sẽ làm cho ra lẽ. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, cảnh sát trưởng nói rằng chúng tôi trước khi họp báo, chúng tôi đã cho gia đình và cô Carly Russell đầy thêm một cơ hội nữa là hãy nói thật. Thưa quý vị, thực ra đó, nếu cô ngay từ đầu mà nói thật với cảnh sát, thí dụ, lúc mà cô gõ cửa vào, thì gia đình gọi cảnh sát ngược trở lại và báo cho cảnh sát biết đó, con gái tôi đã về tới nhà. Rất tiếc, nếu như họ nói như này, rất tiếc đây chỉ là cái vụ mà con gái tôi bị thần kinh, cho nên nó nói không đúng sự thật, bỏ qua cái vụ đó đi. Thì có phải như lúc thời điểm đó, nếu mà gia đình hoặc chính cô Carly Russell này thành thật khai báo, thì chắc có lẽ cảnh sát cũng để ngừng cái chuyện đó. Lẽ đương nhiên á, cảnh sát sẽ cho giới truyền thông báo chí biết sự thật là đây chỉ là một cái vụ dàn dựng, rồi thương lượng với nhau. Thì có thể là do cái tình trạng tâm thần đó, phe công tố của Hoover, thành phố Hoover đó, hoặc là quận của Alabama sẽ không truy tố, họ nói xem. Rất tiếc, đây chỉ là một cái trường hợp cô đấy bị khủng hoảng thần kinh cho nên không truy tố. Nhưng mà không, nhất định cứ nói rằng là tôi bị bắt cóc rồi dựng hết chuyện. Trong đó có một chi tiết mà cảnh sát nói rằng, và khi mà cảnh sát họp báo đó, chính ông cảnh sát trưởng ông cũng lắc đầu luôn. Carly Russell khai là khi cô thấy đứa bé 3 tuổi đó mặc tã đi ở trên đường, cô dừng xe lại đó. Trong cái lời khai, cô nói với cảnh sát, cô theo đứa bé 600 yard. Thảo Yên có nhớ cái vụ đó? Vâng. Ông cảnh sát nói 100 yard là một football field, là cái khoảng cách mà cái cầu thủ chạy từ cái goal này cho tới cái goal kia, cái khung thành đó, từ chạy từ bên này 100 yard, 90 thước là xa lắm. Mà ông nói là cô nói với cảnh sát, mà thậm chí làm sao mà cô còn nghĩ tới cái chuyện 600 yard nữa. Thì ông cảnh sát ông lắc đầu, ông nói, quý vị, 600 yard, 6 cái football field mà cô theo dõi đứa bé này. Và cảnh sát nói rằng vào thời điểm đó đó, trên xa lộ này nhiều xe qua lại lắm. Cảnh sát không hề nhận được bất cứ một cái thông tin nào của bất cứ tài xế nào trên cái đoạn xa lộ đó để báo với cảnh sát vào thời điểm đó là nhìn thấy một đứa bé lững thững đi bộ trên đường. Cái chuyện đó vô cùng vô lý. Thứ hai nữa, chúng tôi nhìn thấy cái đoạn camera quay đó, có bụi rậm, cỏ mọc tùm hết. Không thể nào một đứa bé mà đi bộ băng qua một cái bụi cỏ tùm nữa được. Rồi cô còn nói lái xe không được. Cái đoạn mà cô dừng lại bên đường đó là có thể xe đậu lại thôi. Mà chiếc xe đó mà tiếp tục đi trên đường, nhất là đi chậm chậm để theo dõi đứa bé một cái quãng đường gần 600 thước như thế đó, 500 thước đi chăng nữa đó, nửa cây số một đứa bé đi bộ như thế. Cho nên tất cả những cái câu chuyện này là hoang đường. Cảnh sát cũng nói như thế. Cảnh sát nói rằng sau cuộc họp báo đó, tất cả những cái tình tiết, chi tiết mà cô gái kể lại đó, cảnh sát không thấy đó là sự thật. Thì bây giờ làm sao? Tất cả là dựng chuyện lên hết. Rồi cái chuyện mà cô đi vào Google, cảnh sát cũng khai báo luôn. Nhưng mà thưa quý vị, qua cái cuộc họp báo này chúng ta mới thấy được đó, từ một cái chuyện rất nhỏ
là sở cảnh sát họ muốn làm rõ mọi chuyện. Lý do tự do báo chí. Trong suốt thời gian qua đó, họ nói rằng tất cả các đài, thậm chí kể cả đài nước ngoài nữa đó, họ cũng kéo tới cái thành phố này, họ dựng ngay trước sở cảnh sát rồi trước nhà của cô đó, bằng mọi giá là tìm cách đào sâu lên câu chuyện này. Bởi vì sao? Liên quan đến một đứa bé ở Mỹ này mà liên quan đến một đứa bé mà đi lạc kiểu đó là vô cùng quan trọng. Thứ hai nữa, liên quan đến một thiếu nữ mà còn bị bắt cóc mất tích 48 tiếng đồng hồ rồi tự nhiên gõ cửa. Tất cả những cái chi tiết này nationwide và thậm chí những cái hãng truyền thông quốc tế họ cũng muốn theo dõi để tìm hiểu sự việc. Cho nên nhờ tự do báo chí cho nên phóng viên họ làm rõ, phóng viên là yêu cầu họ gọi đến sở cảnh sát mỗi một ngày, nghĩa là phỏng vấn đủ kể cả cái người thám tử trong cuộc điều tra nữa, để mà tìm kiếm có thêm chi tiết nào để hãng truyền thông đó trở thành hãng truyền thông đầu tiên loan tải cái tin này. Nhờ cái sự tự do báo chí đó mà chúng ta mới thấy được bất cứ những cái chuyện gì liên quan đến cái vụ án mạng đó là phải có cuộc họp báo của sở cảnh sát địa phương. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng chuyền on you can eat 7149153115915311. 591-5311. Nature Medic Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình và tiếp tục là các bản tin địa phương Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, mới đây cảnh sát ở tại Florida cho biết họ đã hoàn tất hồ sơ để mà truy tố 4 thành viên trong một gia đình bị bắt vì cái tội là thông qua một cái nhà thờ mà cả gia đình này giống như operate đó, quảng cáo và bán thuốc tẩy nhưng mà lại nói đây là thuốc trị COVID và những cái chứng bệnh ung thư khác nữa. Thì theo hồ sơ từ tòa án Miami cho biết là 4 cha con này đó bao gồm người cầm đầu là ông cha tên là Mark Renan, 65 tuổi, rồi 3 người con lần lượt tuổi là 29, 35 và 37. Trong đó cái người con 37 tuổi là Joseph đó cùng với ông cha là giống như là hai chủ mưu, còn hai đứa con kia đó giống như là đồng phạm thôi, kêu sao thì làm vậy. Thì phía hồ sơ từ tòa án cho biết là kể từ khi mà đại dịch xảy ra đó, thì vốn là 4 cha con này có một cái nhà thờ ở thành phố Bradenton của tiểu bang Florida. Cái nhà thờ tên là Genesis Church of Health and Healing. Thì khi mà bắt đầu đại dịch đó, thì 4 cha con này sau trong lúc những cái bữa lễ đó, thì họ đem ra một cái chất họ gọi là Miracle Mineral Solution mà họ quảng cáo là bởi vì được giống như là được phép lành đó, cho nên là có thể chữa được 95% các loại bệnh sau đây, trong đó có COVID, Alzheimer, tự kỷ, ung thư não, HIV và kể cả vẩy nến nữa. Thế là người ta, những cái giáo dân ở đây đó họ tin, cho nên là họ đùng đùng họ mua, rồi còn tiếp tục giống như là có cái website của nhà thờ. Trước đây website là chỉ có thông tin về các thánh lễ rồi vân vân thôi, nhưng mà bây giờ trên cái website đó kể từ lúc đó là đăng luôn bán cái chất này, rồi có những cái video mấy cha con ngồi nói chuyện với nhau rồi kể là trường hợp ông A bà B sau khi uống thì
chữa được bệnh như thế nào vân vân. Thì được biết là vào năm sau 6 tháng bán đó, đã có người họ giống như là khiếu nại rồi và họ thưa lên tòa. Thì nhưng mà không biết tại sao lúc đó vào khoảng tháng 9 năm 2020 thì tòa không có giống như là truy tố gì hết, nhưng mà chỉ bắt cái bốn cha con này đó là ngừng bán cái chất này và gỡ bỏ những cái video quảng cáo ở trên cái website của nhà thờ đó. Nhưng mà cả bốn cha con này đó là giống như làm lơ, vẫn tiếp tục bán. Thì sau đó bắt đầu chắc có nhiều người bị, may là không phải chết hết, nhưng mà kiểu mà chắc bị uống vào thì xong rồi ngộ độc vân vân đó. Thì lúc này họ mới chính thức họ thưa. Thì các nhà điều tra họ mới đến, họ tịch thu cái loại chất này. Thì họ nói là cái chất này đó là pure chloride dioxide, giống như là thuốc tẩy dùng trong công nghiệp vậy đó. Thưa quý vị, thì theo như FDA mà uống thuốc tẩy này vào, nếu mà cái liều lượng nó nặng là có thể lũng bao tử, lũng ruột, chết ngay lập tức. Thì sau khi mà bị điều tra như vậy thì hai chủ mưu là cha con Mark với Joseph đó đã nhanh chân chạy trốn đến Colombia, còn hai người kia thì bị bắt ở tại Tampa Bay. Tuy nhiên vào đầu tuần này đó thì hai cái người mà chạy đến Colombia cũng đã chính thức bị bắt và đang chờ dẫn độ về tại Miami để mà ra tòa, thưa quý vị. Chúng ta còn nhớ cái thời gian mà COVID, lúc mà ông Trump còn làm tổng thống trên tòa Bạch Ốc đó, cái cuộc họp báo hầu như hàng ngày, thì có một cuộc họp báo chúng tôi theo dõi rất là quan tâm đến nỗ lực, lúc đó mọi thứ nó đều đóng cửa hết, tất cả chúng ta phải ở trong nhà. Thì các cuộc họp báo hàng ngày, trong đó thì Bộ Quốc phòng, Ngũ Giác Đài cũng tìm cách song song với các hãng thuốc đó, tìm cách xem có những cái vật liệu, chất liệu nào đó có thể tiêu diệt con siêu vi khuẩn COVID-19 hay không. Thì trong đó họ có nói đến thuốc tẩy. Thì sau đó thì ông Trump lên ông buộc miệng nói rằng ô, biết đâu đó một ngày chúng ta chích thuốc tẩy vô trong máu, hoặc là chiếu một cái tia UV vào trong người đó sẽ tiêu diệt được cái con đó. Thì khi ông buộc miệng ra như vậy mà không có cái sự cố vấn đó, đã khiến cho các giới chức về y tế họ đã chỉ trích nặng nề. Thì quả nhiên như vậy, cũng những kẻ này mà theo dõi cuộc họp báo nói ô, thuốc tẩy này chúng ta pha loãng ra uống vào nó không có hại ha, mà thậm chí có thể nó tiêu diệt được COVID-19 và các chứng bệnh khác nữa. Thì nếu mà chúng ta từ niềm tin, họ nói rằng khi mà có niềm tin đó thì tất cả mọi việc sẽ thành hiện thực. Thì nếu chúng ta cấy cái niềm tin đó vào thì cái nước này thành nước thánh, thì có pha thuốc tẩy hay pha cái gì đi nữa mà cái người đó đọc kinh cầu nguyện hay có cái niềm tin vào Chúa đó thì chắc chắn sẽ tự chữa lấy. Chúng tôi nghĩ rằng ngay cả những cái kẻ bán này cũng nghĩ như thế nữa. Thưa quý vị, quay sang một cái bản tin khác. Ở tại California ngày hôm nay đang có một cái vấn đề lớn, đó là những cái giếng dầu không được khai thác. Và hiện nay theo báo cáo đó, trên California này, đặc biệt là ở khu vực như Fresno, Bakersfield vân vân đó, và kể cả quý vị xuống vùng Long Beach hoặc là Huntington Beach nữa. Một cái điều mà chúng tôi rất là khó chịu đó là khi đến Huntington Beach cũng thấy những cái giếng dầu, rồi những cái con cò mà nó hút dầu lên nó vẫn tiếp tục hoạt động ở đây. Nó làm hư đi cái vẻ đẹp của các bờ biển California. Mắc khổ nỗi đó, khai thác dầu thềm lục địa. Những công ty dầu, những hãng dầu này họ ký kết những cái hợp đồng đó đôi khi lên tới cả trăm năm khai thác luôn. Cho nên phải còn mất nhiều thời gian nữa mới dọn dẹp được. Chưa kể đó, có những giếng dầu đã khoan rồi mà không được nhiều dầu thì họ cứ để đó. Rồi do cái tình trạng mà khai thác dầu ở California với những cái giếng dầu này đó, nó sẽ tốn kém hơn rất nhiều. Cho nên họ gọi là mặc dầu là giếng dầu nhưng mà không có khai thác. Cái số giếng dầu ở California không khai thác ngày hôm nay được báo cáo lên tới trên 30.000. Quý vị tưởng tượng 30.000 giếng dầu này mà không khai thác, nó cứ nằm đó, không làm gì được hết. Không khai thác được để làm cái khu vực đồng áng, không khai thác để làm công viên, không khai thác để làm nhà ở.
hiện nay đó không biết phải giải quyết như thế nào với 30.000 giếng dầu này, mà công ty thì họ không làm gì hết. Vì có hợp đồng với tiểu bang cho nên họ không cần làm gì hết, không có tốn kém gì hết. Nhưng mà tiểu bang cứ để cái giếng dầu đó, chuyện gì xảy ra thì theo các nhà chuyên gia họ nói rằng giếng dầu đã đào rồi mà không khai thác đó, nó sẽ rò rỉ. Trong đó cái khí mê tên, đây là khí độc. Rồi không phải là các khu đồng trống mà những nhà dân gần đó sẽ bị ảnh hưởng về lâu về dài về sức khỏe của họ. Chưa hết, những giếng dầu không khai thác nó rò rỉ ra và nó gây ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, rồi vùng đất ở đó. Hiện nay đó, theo ước tính để mà dọn dẹp các khu vực trên 30.000 giếng dầu này đó, California phải chi ra 21 tỷ Mỹ Kim. 21 tỷ Mỹ Kim nếu muốn dọn dẹp sạch. Có nghĩa là đầu tiên đó là phải cắt đứt các hợp đồng này, phải thương lượng với các hãng dầu để họ đồng ý. Bởi vì họ không khai thác nữa thì họ cho phép tiểu bang California được quyền đóng và dẹp những cái giếng dầu này để biến cái khu đất này thành cái khu đất sử dụng được. Tốn kém 21,5 tỷ Mỹ Kim mà có thể người dân California phải chịu thiệt hại. Có nghĩa là tiền thuế sẽ nhắm vào người dân. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Blazing Shabu Shabu, lẩu băng chuyền on you can eat, 714-591-5311, 591-5311. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối của chương trình. Và thưa quý vị, hình như từ sáng đến giờ làm tin là toàn từ Florida không à. Thì... mấy vụ rồi, hồi nãy bốn cha con ở Florida, bây giờ thêm một vụ này nữa. Cô này đó mới 18 tuổi thôi nhưng mà có một đứa con đã 3 tuổi rồi. Thì vào ngày hôm qua mới bị cảnh sát ở Florida bắt, thưa quý vị, vì cái tội là đi tìm thuê sát thủ để mà giết con của mình. Cảnh sát hồ sơ từ phía cảnh sát cho biết là tên cô này tên là Jasmine PS, 18 tuổi. Cổ đi lên cái website, cái web này nó có cái tên là renthitman.com, thưa quý vị, hitman là sát thủ đó. Để mà trên đó đó thì theo như cái bản tin nói là lên trên đó thật sự không có gì để mà nhìn, nhưng mà họ chỉ có một cái form, đó là submit vào đó là đối tượng mà muốn mình muốn trừ khử là ai, tên tuổi, rồi giống như là cái ngày giờ thử cái người đó thường ở đâu, và một cái form nữa là giống như là submit cái tài chính, nghĩa là hai bên sát thủ đó khi mà thấy cái đối tượng mà mình đưa vào đó, sát thủ sẽ liên lạc và hai bên sẽ thỏa thuận cái giá cả. Thì cái cô này đó, cổ thực sự đưa hình ảnh đứa con trai mới có 3 tuổi của mình, rồi giống như là cái thời khóa biểu, ngày giờ, giống như là buổi sáng thường nó ở đâu, rồi cuối tuần thì thường hay dắt đi đâu, vân vân, để mà sát thủ dễ giết hơn. Nhưng mà cái cô này cũng không có biết là cái web này đó do cái ông tên là Robert Innes, ổng lập ra từ năm 2018. Thật sự ông nói là ổng lập ra chỉ để chơi vậy thôi, chứ ổng cái web này ổng không có operate, không có sát thủ gì ở trong đây hết, nhưng mà ổng muốn xem là giống như là người ta
nó điên rồ đến đâu. Thì ông nói là từ lúc mà lập ra, mỗi một ngày đó có khoảng vài trăm cái request đi vào trong này để mà kiếm sát thủ thôi quý vị. Thì ông nói rằng ông tùy cái mức độ mà ông báo cảnh sát, nhưng mà ông nói là muốn giết một đứa nhỏ mới có 3 tuổi thì ông thấy là cái này giống như là nó caught attention của ông. Và thật sự là ông thấy sao, nhưng mà ông nói là mấy trăm cái request, nhưng mà có nhiều khi lên chỉ điền điền vậy thôi, nhưng mà rồi xong không có đưa hình ảnh, không có đưa gì hết, thì giống như nhiều khi người ta nghĩ lại hay là cái này giống như cái chốt thôi. Nhưng mà ông nói là cái vụ của cái cô này đó, thì thật sự sau đó đó, cái website yêu cầu cái gì bả submit hết luôn, hình ảnh đứa con rồi này nọ, nghĩa là nó bả muốn thật như vậy. Thì sau đó ổng mới liên lạc với cảnh sát, và cảnh sát mới giả làm sát thủ liên lạc lại với cái bà này, cuối cùng thỏa thuận ra là giá 3.000 Mỹ Kim thôi quý vị, và bả đưa địa chỉ nhà rồi vân vân luôn. Thì cảnh sát trước khi mà họ bắt đó, họ cũng đến cái khu vực này là có cái nhà đó, rồi họ hỏi thăm hàng xóm, thật sự là có cái đứa nhỏ như vậy, cuối cùng thì nó có, cho nên là họ mới bắt. Thì cái ông chủ cái website này đó, ông nói là chỉ riêng ở New York thôi đó, là từ năm 2018 cho đến bây giờ, ông nói là có khoảng 125 người đã bị ổng báo cảnh sát như vậy, bị điều tra, rồi trong đó có người bị bắt nữa, là tìm thuê sát thủ. Mà theo như cái ông chủ này ông nói đó, những cái người mà tìm thuê sát thủ nhiều nhất là tìm giết bạn đời, rồi sau đó là đối tác làm ăn, thưa quý vị. Ở Mỹ này, để mà trong cuộc điều tra để bảo đảm bắt được nghi can á, là cảnh sát có bằng chứng, có nghĩa là tiền trao vào thời điểm đó. Chứ còn liên lạc không đó thì cũng không được nữa. Lúc mà ra công tố viên không có đủ bằng chứng. Cho đến khi nào cái kẻ mà giả làm tay sát thủ này liên lạc với cái người mẹ này, và hai bên gặp nhau ở một cái chỗ nào đó bí mật, bà chỉ cần trao cái tiền cho tay sát thủ đó thôi, là cảnh sát còng tay ngay lập tức và tuyên bố bà đã bị bắt về cái tội âm mưu giết người. Thuê mướn người để giết, ra tòa rồi không có cách gì cãi được hết. Chỉ lúc đó là thương lượng nhận tội và chịu cái mức án mà bên phía công tố sẵn lòng thương lượng với luật sư biện hộ của bà, có thể là đồng ý 5 năm, 10 năm, vì chưa xảy ra cái vụ giết người đó, nhưng mà nổi cái âm mưu thôi cũng đủ mức án 5 năm tới 10 năm tù. Xin được thông báo với quý vị một lần nữa, ngày hôm nay 20 tháng 7 chính thức là chương trình giới thiệu, phân tích và tổng hợp bình luận bóng đá FIFA Women World Cup 2023. Giải nữ, và chúng ta ủng hộ cho đội tuyển Hoa Kỳ hiện nay số 1 thế giới, đoạt giải nhiều lần rồi. Chúng ta tiếp tục để xem coi trong thời gian qua đã cái sự thay đổi thành phần của đội tuyển nữ Hoa Kỳ này sẽ như thế nào. Chương trình sẽ được chiếu trên Leadership on TV băng tầng 56.10 ở miền Nam California, vùng San Jose là 16.11, ở tại Houston là 27.6. Quý vị cũng có thể xem trên mạng littlesaigontv.com quý vị nhé. Xin được thông báo kéo dài một tháng trời luôn. Quay sang bản tin từ Nga, hiện nay đang có những cái vấn đề rất lớn liên quan đến các tàu chở ngũ cốc, đặc biệt là lúa mì, bắp vân vân. Nga và Ukraine đều là hai quốc gia sản xuất số lượng lúa mì, ngũ cốc, bắp lớn nhất trên thế giới này. Thường đó là họ, phía Nga cung cấp cho Trung Quốc, cho các Iran, và Nga cũng cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ vân vân. Ukraine đó thì cung cấp phần lớn cho châu Âu. Một số đó thì đi qua đường Ba Lan, không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà số còn lại đó, bởi vì cái số lượng quá lớn, cái đường xe lửa không đủ cung cấp, họ phải chở bằng những cái tàu chở hàng bao nhiêu ngàn tấn đó. Cái số lượng khổng lồ lắm. Trung Đông họ mua rất nhiều các loại ngũ cốc, lúa, mì, bắp của Ukraine. Do ảnh hưởng của cái cuộc tổng phản công này, Putin tuyên bố không có thỏa thuận với cái kế hoạch gia hạn cho phép các tàu chở lúa mì này được ra khỏi cảng của Ukraine ở vùng Hắc Hải, Biển Đen. Nga, Ukraine và nhiều quốc gia khác sử dụng Biển Hắc Hải để Ukraine chở những cái tàu này đến vùng Trung Đông,
rồi chuyển sang cho vùng châu Âu và nhiều nơi khác nữa, kể cả châu Phi cũng hưởng nhờ cái lượng ngũ cốc này từ phía Ukraine. Thì Nga sau khi tuyên bố đó, mặc dầu là Liên Hiệp Quốc kêu gọi đó và kể cả Thổ Nhĩ Kỳ nữa, nhưng mà Putin nhất định nghĩ rằng cái việc mà ngăn cấm thỏa thuận được gia hạn đó sẽ giúp cho lúa mì ngũ cốc tăng giá. Putin bây giờ đó ngày càng cạn kiệt doanh thu tài chính, cho nên giá dầu cũng muốn được nâng lên, thì ít nhất đó giá dầu nâng lên thì cũng có được mớ tiền. Bây giờ giá lúa mì bực tăng cao mà quả nhiên như thế, sau khi Nga tuyên bố là ngừng gia hạn cái hợp tác về lúa mì ngũ cốc đó, thì giá lúa mì đã tăng lên. Chưa hết, ngày hôm nay đó, bên phía Ukraine nói rằng ô, các anh cứ cấm thì cấm, tàu của tôi vẫn ra khơi như thường. Thì Nga ngày hôm nay tuyên bố họ có thể tấn công hỏa tiễn vào các tàu chở lúa mì này. Châu Âu, trong đó Anh Quốc, các quốc gia ở châu Âu và Hoa Kỳ hôm nay đưa ra khuyến cáo, nếu mà Nga tấn công vào các tàu này đó, họ nói đây không phải là chỉ có tàu của Ukraine nữa, mà kể cả tàu của phía châu Âu đưa vào Ukraine để lấy lúa mì, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn và có thể đó là hành động tuyên chiến với NATO. Chúng ta chờ đợi xem coi liệu rằng có bất cứ hỏa tiễn nào của Nga bắn vào các tàu chở lúa mì của Ukraine hay không. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý vào trong phần tin tức chiều nay lúc 5 giờ, cũng như phần tin tức nổi bật với Đinh Quang Thái. Mời quý vị cùng theo dõi. Mời quý vị vào trong trang nhà luetrosaigontv.com và vào YouTube nhớ nhấn nút like, nút subscribe quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.